Giá dầu thế giới đang ở giai đoạn tăng mạnh trong bối cảnh triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu lạc quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng việc giá dầu tăng sẽ có những ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước sau đại dịch. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ ngày 26 tháng 10, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.110 đồng trên 1 lít, xăng RON 95 lên 24.338 đồng trên 1 lít. Giá xăng trong nước đã tăng 65% giá trị so với đầu năm và hiện chỉ còn kém đỉnh lịch sử hồi tháng 7 năm 2014. Theo tính toán, giá xăng dầu chiếm khoảng từ 35 đến 40% chi phí đầu vào của ngành vận tải, nên khi giá xăng dầu biến động tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo tôi hiểu là cái mức tăng này là mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, thì cái việc tăng đấy chắc chắn nó sẽ phản ánh vào cái chi phí vận tải, đúng không? Chi phí vận tải nội địa hay là phản ánh vào các cái cước vận chuyển quốc tế thông qua các phụ phí xăng dầu vân vân. Thì cái việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến các hoạt động của các doanh nghiệp logistics, và cụ thể là chi phí sẽ tăng và gánh nặng sẽ đặt nặng lên cái công ty xuất nhập khẩu cũng như nền kinh tế. Xăng dầu là mặt hàng đầu vào của nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, nên theo các chuyên gia kinh tế, khi giá xăng tăng, đương nhiên tác động tới phương án kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giá xăng tăng cũng làm tăng giá sản phẩm, tạo áp lực lên lạm phát, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước, tác động xấu đến tăng trưởng của nền kinh tế. Chi phí trực tiếp xăng dầu là những cái vừa trực tiếp vừa gián tiếp. Trực tiếp ở đây thì tức là ai cũng phải lưu thông, cũng phải có ô tô, cũng phải có xe máy, cũng phải di chuyển, và chắc chắn là cái chi phí cho xăng dầu nhiều, tức là giảm cái chi tiêu của bản thân người dân trong cái sử dụng cái những đồng tiền còn lại cho những việc khác. Nhưng cái gián tiếp ở đây tức là nó làm tăng cái giá của hàng hóa lên, và dĩ nhiên là cái nhu cầu của người ta sẽ không thể đáp ứng được. Một, đó là tác động trực tiếp đối với một số doanh nghiệp mà phải sử dụng nhiều xăng dầu, như là vận tải, như là một số cái ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà phải dùng nguyên liệu, đặc biệt là xăng dầu nhiều. Thứ ba là kể cả phân bón trong lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta cũng phải dùng xăng dầu tương đối nhiều. Thế rồi tác động thứ hai chính là nó khiến cho giá cả đầu vào, rồi sắp tới là có thể là giá cả đầu ra, giá cả bán hàng ấy, cũng sẽ bị tăng lên. Vừa là tăng cái chi phí cho doanh nghiệp, cho người dân, thứ hai là nó cũng sẽ tạo áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm cũng như là trong nửa đầu năm 2022. Cái ý thứ ba là nó sẽ cản trở quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam chúng ta. Giá xăng dầu tăng nhanh đã ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, và điều lo ngại nhất là hiệu ứng tăng giá dây chuyền tác động đến giá cả của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, và cuối cùng là người tiêu dùng phải gánh chịu. Để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, cơ quan điều hành đã thực hiện chi sử dụng liên tục quỹ bình ổn giá ở mức cao. Tuy vậy, các chuyên gia khuyến cáo để tránh tình trạng tát nước theo mưa, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt các phương án kê khai giá, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính.